đực, cái cục đuôi, đực về đuôi, cái bấm đuôi thẩm mỹ rồi nha. Còn đực thì còn để đuôi cho anh em lựa chọn. Hai con này kết hợp nhau làm giống con số 1 luôn. Siêu đẹp, siêu thông minh. Lưng đúc phát trường, đầu thủ, tay chân to.